Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì như các bạn biết thì hôm qua một content mới tên là RIP nó đã ra mắt được người một đêm, và tất nhiên là cộng đồng cũng than lốt với một đống ông có những cái theme mà nó rất là vãi cả lên. Nhưng mà trước khi tôi đi vào cái video này thì tôi muốn nhắc nhẹ cho các bạn một chút, đặc biệt là những bạn new buy hay là thậm chí là những bạn đã mid buy, những bạn mid flyer nữa. Tôi chỉ nói đơn giản này thôi, đó là bỏ đi, thật bỏ content này đi. Tại sao tôi lại bỏ? Thứ nhất, nó khó. Thứ hai, nó rất mất thời gian. Thứ ba, gần như là cái require gear của chúng nó còn như require gear với cần một số hero để mà đi được á. Thứ tư là cái season point của nó cho rất là ít đấy. Thế nên là chưa kể nữa, đó là việc các bạn tốn rất là nhiều ngựa nữa, cực kỳ nhiều ngựa cho một run nếu như mà các bạn build team nó không mạnh và không chạy được đều ấy. Hay thậm chí các bạn cũng không có hết, hay có những cái con core của cái run này nữa. Nó rất là mệt luôn. Và nếu như các bạn đã không đáp ứng đủ điều kiện của những cái con core đấy, thì các bạn sẽ tốn rất nhiều ngựa để chạy được cái con thay này, mà chưa chắc là bạn đã run được một run thành công cơ. Nó rất là khó. Thế tốt nhất là cầm cái đống ngựa đấy và đi farm ăn đi, đừng có chơi con thay này làm gì cả. Ok, các bạn đã nghe cảnh cáo rồi đấy. Ok, giờ đi vào con thay này đã. Thì đây là một con thay ăn, tôi chưa rõ cái lý do tại sao con thay này nó lại sinh ra, trong khi cái season Scott này nó giống như Expedition Hunt, nhưng mà cái này các bạn chỉ đánh một mình thôi. Và con boss này nó có tới 9 thanh máu. Ok, bây giờ nghe nào. Cái đầu tiên là các bạn sẽ được chọn set để mà được rope ấy. Các bạn sẽ chọn set nào là việc của bạn. Nhưng mà tất nhiên thì rope nó cũng chỉ có là mát 2 cái, và nếu như các bạn có pet nữa thì có thêm tỷ lệ rope thêm được cái thứ ba. Nhưng mà nghe tôi này, cái rope set ấy cả là random start và hợp tất cả mọi thứ, và các bạn phải giết được con boss thì các bạn mới nhận được. Ok, nghe không được ổn một tí nào đúng không? Chưa kể cái đống này nhá, chắc chắn là các bạn sẽ được nhận một trong những cái này, và còn đâu về cái đống này á, no, cậu không nhận được đâu, chưa chắc là cậu không nhận được đâu. Kiểu như là cậu phải đánh xong nó ấy. Mà thường thì đánh xong một thơ nha, các ông phải đi chắc là chạy qua ít nhất là 5 run. Team của tôi chạy được tầm khoảng 5 run. Và các ông sẽ phải chạy, tôi cứ chọn là các ông chạy được tầm khoảng 5 run đi, như tôi đi. Nhưng tất nhiên cái đống này nó sẽ đéo rốt rồi, cái thì tôi thập vãi cứt. Và chưa kể cái đống này nữa. Ok, tiếp tục. Cái rối của Choner này đi vào. Đầu tiên là các ông chỉ có 40 thơ ở bên trong cái đoạn đấy thôi, được chưa? Nhưng mà cái rối của Choner này, một lần đánh ở ông các ông chỉ được 30 điểm. Ok, leo vào một câu chỉ tốn 30 điểm để lên level 2 đúng không? Ok. Nhưng mà tất cả leo vào sau nhá, câu vẫn chỉ được cộng 30 điểm mà thôi. Tức là bây giờ kiểu như là để lên leo vào câu sẽ phải chạy, tôi lấy ví dụ như level 3 của tôi phải chạy 3 run. Tôi đã phải chạy 3 run và mỗi run của tôi tốn trong tầm khoảng 160 ngựa. Không, 5 run, 140 mà. Ở những cái này nhá, các ông phải đến một level, đến cái level của nó, cái chỗ này mới được mở cơ. Thì cái chỗ này level 8, level 15, level 21. Các ông chỉ cần nhìn qua là các ông biết. Ui, bao nhiêu ngựa mới mở xong được ống này, đúng không? Cái đó có gì đó mọi người. Ok, tiếp tục nào. Còn về cái vụ session bag này, session squad, cái này khó chịu nhất này. Ở đây tổng điểm của ông là 2k1 điểm đúng không? Nhưng mà tôi cũng không hiểu lý do tại sao mỗi một lần run nó chỉ cho các ông 10 điểm. Ok, 10 điểm đúng không? Bây giờ 10 điểm các ông sẽ cần phải chạy, oh my god, 210 lần run. Ok, 210 lần run. Bây giờ các ông tính cho tôi là 140 nhân với 210 một lần thì bao nhiêu? 240 nhân với 210 run là câu gần tới, gọi là đây, tôi tính riêng bản thân tôi đó là 29.400 ngựa. Ok, cái đống đấy tôi thả tôi đi farm bụi vừa còn hơn, hiểu không?
cái điểm response score nó rất là bé luôn. Ok, nhưng mà nếu như các ông vẫn muốn đi, ok, tôi vẫn sẽ giúp cho các ông một team, ít nhất là một team. Đầu tiên ấy, về DPS ấy, chắc chắn là mẹc. Tại sao? Mẹc nhá, em này có cái ad này giúp cho các bạn hồi sinh, thì tốt là các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ thành công. Ok, và tất nhiên đi được nhiều nơi hơn. Set recommend thì các bạn cứ đem nhé cái speed quit vào cho mình, miễn là sao chạy nhanh nhanh tí đến thần đi đêm. Chưa kể cái ad này được một thêm một cái lợi nữa, đó là cái con bot ấy, nó có một cái skill AOE. Con bot này nó có một cái skill AOE thì nó sẽ không trigger cái counter attack, nhưng cái này không áp dụng với ad của mẹc nhá, nên các bạn có thể đem mẹc vào. Ok, tiếp tục đến cái em tank của tôi. Ok, về tank thì tôi khuyến khích mọi người, nếu như mọi người không có nhiều con nào khỏe ấy, thì tốt nhất đấy mọi người hãy bích cho mình một con hệ khai trước đã, hệ khai này đó, và mọi người DM cho mình cái ad Soul of Izera. Cái ad này bạn mua ở trong shop của Hall of Trade, Hall of Trade ấy, các bạn mua ở trong cái shop đấy, và các bạn có thể nhét lên bất kỳ một tay có tanh lửa là của mình đó, các bạn cái đấy sẽ là tùy chọn của các bạn thôi. Và các bạn nên nhớ là con tanh lửa đấy trong cái team của bạn, nói chung là trong cái team của bạn phải có ít nhất một death break. Thì nếu như với những bạn nào mà không có hết ấy, thì các bạn có thể sử dụng Cecilia, bởi vì em này có một cái death break bằng skill 1. Em có một cái death break skill 1 nên tôi mới dùng. Còn đâu thì các ông có thể suy nghĩ thì làm sao, miễn làm sao có cái death break trong team là được. Và thêm một cái giảm attack nữa, giảm được khoảng 50% này. Có thêm một cái dessert attack này. Ok, còn với slot debuff ấy, tôi nếu như mà các ông không có hết ấy, tôi khuyến khích các ông nên lấy em này. Em này kiểu như là đây là cái em mà ra từ đầu game tới giờ ấy, tôi đã từng không nghĩ đến chuyện là một ngày là mình sẽ phải build em này, và như nó đã xảy ra. Thì ở đây start này ấy, tôi chỉ cần tầm khoảng tầm chừng này thôi, để nó không quá nhanh, nó cũng không quá chậm, mà chủ yếu là đến thương sau của CC để cho nó death break được ấy, kiểu chưa slot vào. Còn đâu về cái lượng debuff mà em ngày gây ra thì chắc chắn là rất là nhiều. Đây là đây, nó ra đâu từ 2 cho đến 4 bleed một phát, và kèm thêm một cái deserting attack nữa, rất ok luôn, đúng không? Chưa kể cái skill này nhá, nó không có trigger hết bleed đâu, nó không trigger hết bleed đâu, mà nó sẽ cho thêm một thứ vào đấy. Và chưa kể về ad ấy, tôi khuyến khích cậu nên cầm cái ad này, hoặc là các ông có thể cầm cái ad của con ski xe, nhưng mà ad này thì nó sẽ cho các ông thêm một phát bleed nữa, nó cho các ông thêm một bleed nữa thì cũng là một lợi. Ngoài ra skill em này thì toàn bleed thôi đó. Em này chưa kể em này là một 4 sao nữa, cũng rất là dễ kiếm, đúng không? Còn về healer, nhiều người bảo tôi là cầm Hazel, nhưng mà vấn đề Hazel tôi không có build, bởi vì tôi cũng không có nghĩ là tôi sẽ build em đấy đó. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải dùng những gì chúng ta đang có, đúng không? Thì tôi quyết định sử dụng đến Tamaria. Tôi khuyến khích mọi người nhá, chạy cái đống này nhanh lên, khiến cho em chạy thật là nhanh vào, bởi vì là em còn phải scale turn để hồi máu, bởi vì là team này nó không có hút máu ấy, nó gần như là không hút máu đấy, nên là tất cả cái lượng heal là sẽ đến từ ICA hết. Và ad thì tôi khuyến khích là mọi người nên nói chung là mọi người nên để cho nó tầm khoảng 4, kiểu nói chung bất kỳ ad nào, miễn là sao có cậu có battery này được đó. Đó thì yeah, đấy là cái team của tôi. Còn về con bot ấy thì từ từ để tôi chỉ cho mọi người. Oh, cái này thì ok, còn về cái con bot ấy, con bot thì cái cơ chế của nó này các bạn, câu chỉ cần hiểu như này thôi. Skill 1 của con bot nhá, là nó sẽ luôn luôn đánh đứa ở phía trước. Con này nó sẽ luôn luôn đánh người ở phía trước của các ông, và nó có ban death, nên là đấy là lý do tại sao tôi cần các ông cầm con khai và có cái ad của Azera đấy, cái ad đi Soul of Izera đấy đó. Và chưa kể là con này có một cái dạng kiểu búp, nó có một cái búp như này, và cứ mỗi lần đến thơ nó sẽ lại nhận được cái búp này, tức là nó có thể có 5, nó có 2, 4, 6, 8 cái búp y hệt như thế này, và mỗi một búp này là nó 15% ban, rất là thốn. Ok chưa, cái này rất là thốn. Và chưa kể là cái debuff này nhá, thì
Cái con này ấy, nó chỉ có tổng cộng có 10 slot buff và debuff thôi. Nên là đấy là lý do các ông cần con Suri để cho nó fill cái chỗ trống đấy vào là toàn debuff để cho nó không nhận được cái thêm cái buff này nữa. Không nó đánh đau quá con tanh của mọi người sẽ chết đấy. Đó. Còn về cái co-op battle manual này thì các ông cứ hiểu đơn giản này, đầu tiên là nó cấm các ông đua attack và cái khi mà nó stack đủ 5 lần, nó bị đánh đúng đủ 5 lần là nó sẽ kích cái skill này lên. Cái skill này nó sẽ xóa hai buff toàn bộ kẻ địch và sau đó gây burn. Và cái này không thể trigger counter attack, đây là lý do tôi bỏ cầm mẹc để cho em nó ấy. Được chưa? Còn lại nhá, cái skill chính của nó, cái skill 3 của nó này, đó là nó sẽ tấn công toàn bộ mục tiêu và nó sẽ cho lỗ cái đống burn này đi, chưa kể là nó nếu như ông đeo quả nó có steel nhé, nó đêm nó sẽ còn to hơn nên tuyệt đối không đeo quả nó có steel nhé, không được đem nhé. Ngoài ra ấy, nó sẽ giảm cái lực tất cả các thân đi bốc xuống xuống một thân, thì ví dụ ông có ba ba bli thì nó sẽ còn 2 bli thôi, nên là các ông phải chú ý là skill làm sao để cho nó đánh thật là nhiều, cho nó stack cái bli lên, chỉ cho nó không chiếm được cái slot này. Đó thì các ông gần như thì chỉ cần hiểu nó như thế thôi. Còn về team thì như tôi vừa nói rồi, đây là cái team của tôi đi. Một thôn là tôi đi thì tôi có thể đi tầm khoảng từ 20%. Tôi đi tầm khoảng 20% là ok. Còn lại thì tùy vào có may mắn hay không về việc nó si xe nó có gây gì deathbreak hay không, hay là Tizurin có bị mít cái bleed hay không. Đấy, nói chung thì nó sẽ dựa rất là nhiều vào gì để một cái run nó chạy một cách hoàn hảo. Còn nếu như ông nào có hết ấy, ông nào có hết thì cái run này nó có thể nó còn dễ hơn nữa. Có thể dễ hơn nữa bởi vì là hết nó có cái hút máu. Nó có cái hút máu ở cái skill 2. Và nếu như ông build nó chạy nhanh. Ngoài ra thì nó còn có 185% gây deathbreak và thêm bleed ở skill ấy. Ở cái skill 3 nữa. Câu chỉ cần đem cho nó thay vị trí và nó một tí đi là được. Còn lại về DPS ấy, các ông có thể hoàn toàn thay bất kỳ một DPS nào các ông cảm thấy phù hợp vào, hoặc là nó gây nhiều đêm hay gì cả. Hiện tại thì thằng kê nó chưa ra, nên là bây giờ đây là những cái bài toán mà chúng ta có thôi. Còn nhưng mà về content này thì nói chung ấy, hãy để ngựa cho content khác mà dùng thay vì là chơi cái content này. Cái lượng máu ở đây là 9 thanh, đây là 9 thanh máu, đánh rất là lâu luôn nhá. Nên là chúc các ông may mắn, tôi chỉ có thể nói chúc các ông may mắn thôi nếu như các ông có ý định để đi thôi. Còn lại thì vẫn là thế, vẫn chúc mọi người cảm ơn các ông đã xem video và đi hẳn đi không.